Kính chào quý ông bà anh chị em Chúng ta hôm nay bước vào ngày 17 tháng 7 Là chủ Nhật thứ ba của tháng 7 Theo truyền thống của dòng Chúa Cứu Thế Thì hôm nay chúng tôi sẽ mừng trọng thể lễ Chúa Cứu Thế Và ngày hôm nay cũng là ngày Chú Nhật thứ 16 thường niên của toàn thể hội thánh ở lễ chúa cứu thế thì chúng ta có thể tham khảo ở tin mừng chương 3 theo thánh Gioan đoạn Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo về ơn cứu độ. Còn ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau lắng nghe lời Chúa của Chủ nhật thứ 16 thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca chương 10 câu 38 đến câu 42. Kế Đức Giêsu vào một làng kia, có một người phụ nữ tên là Martha đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên trên Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô Martha thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa thầy, em con để mình con phục vụ mà thầy không để ý tới sao. Xin thầy bảo nó giúp con một tay. Chúa đáp: "Mata, Mata ơi, chị băng khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi." Anh chị em thân mến, câu chuyện kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh của hai người phụ nữ tuyệt vời đó là cô Mata và em của cô là Maria. Cô Mata là người tất bật lo phục vụ. Cô Maria là người ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời Chúa. Và từ hai hình ảnh này cho chúng ta thấy trong hội thánh của chúng ta cũng có những chọn lựa từng thời điểm hoặc là của từng cộng đoàn hoặc là của từng người để theo cô Mata hoặc cô Maria như là hình mẫu trong việc tương quan với Chúa Giêsu. Cô Mata là người phục vụ hết lòng và hội thánh luôn luôn cần gia đình luôn luôn cần xã hội luôn luôn cần có nhiều người phục vụ hết lòng tuy nhiên không phải chỉ có hình thức đó mà hội thánh cũng rất cần những người biết ngồi bên chân chúa lắng nghe lời chúa thinh lặng và cầu nguyện trong hội thánh thì chúng ta thấy biểu trưng rõ nhất là có hai nhóm các dòng tu nhóm thứ nhất là các dòng tu chiêm niệm giống như hình ảnh cô ma ra vậy ngồi bên chân chúa lắng nghe lời chúa suy niệm lời chúa nói chuyện với chúa không chỉ nói chuyện cho mình không chỉ cầu xin cho mình mà cầu xin cho toàn thể hội thánh, toàn thể nhân loại này. Còn có những dòng khác là các dòng hoạt động là những dòng gánh lấy trách nhiệm cộng đồng, trách nhiệm xã hội để phục vụ giáo hội và phục vụ nhân loại. Đứng về mặt hình thức thì cả hai đều có giá trị đặc biệt. Và tại sao là Maria Tại sao là Mata Thì thưa đó là ơn gọi Của những cộng đồng riêng biệt đó Và đơn giản tức là chú muốn tôi Chú muốn anh, chú muốn chị Làm việc đó mà không làm việc kia Và chúng ta đáp lại Thì đó gọi là ơn gọi Còn nếu chúng ta muốn làm điều chúng ta muốn nhưng Chúa lại muốn điều khác thì chúng ta sẽ trở nên người điều khiển Chúa thay vì Chúa là người hướng dẫn và hành động trong cuộc đời chúng ta. Ở đây chúng ta thấy một điểm thứ hai cần chú ý đó là cô Mata làm việc tất bật lo cho Chúa. Cô không hề bị Chúa lên án về việc này. Chúa chỉ lên án cô khi cô đòi thay đổi ơn gọi và sự đáp trả lại ơn gọi của em mình là Maria. Kinh thánh nói rằng khi cô thấy Maria ngồi bên chân Chúa lắng nghe Chúa thì cô lên tiếng với Chúa Giêsu rằng: Thầy coi em con để con tất bật phục vụ thầy. Còn nó thì cứ ngồi im một chỗ như vậy Thầy bảo nó một câu Cô Mata muốn Chúa Giêsu thay đổi ơn gọi của em mình Để cho em mình cũng giống như mình Đó là ý của cô Không phải ý của Thiên Chúa Nên Chúa Giêsu mới bảo rằng Mata, Mata ơi Con lo lắng đủ thứ điều Nhưng chỉ có một điều quan trọng mà Maria đã chọn rồi. Mãi đến khi cô Marta xúc phạm đến ơn gọi của người khác thì Chúa mới khiển trách. Còn không thì Chúa vẫn để Maria ở im bên chân Chúa, còn Marta vẫn được Chúa Giêsu khuyến khích để làm việc. Vì tất cả đều là phục vụ Chúa ngày hôm nay các ơn gọi chiêm niệm càng ngày càng ít hơn bởi vì người ta muốn chứng tỏ hành động của mình nên người ta cần phải có một việc làm gì đó để bộc lộ khả năng đây có thể nói là một tổn thích lớn bởi vì xét về mặt con người thì chúng ta biết con người không thể cứu độ được mình nếu con người cứu độ được mình thì đã từng có những người làm được rất là nhiều việc trước khi thiên chúa nhập thể làm người trong nhân loại này nhưng không may là những công việc của con người từ trí thức cho đến chính trị cho đến văn hóa cho đến xã hội cho đến nhân sinh đều không cứu độ được con người trọn vẹn nên thiên chúa mới nhập thể làm người Tuy nhiên Cũng y như Cô Mata vậy Chúng ta Đừng để những ai Chọn bậc sống của mình như Maria Lại bắt đầu lên án Đòi thay đổi ơn gọi Của cô Mata Cô Maria thực sự cần thiết Như là một Động mạch lưu chuyển máu từ con tim Giêsu cho giáo hội và cho nhân loại nhờ việc ngồi kế bên thinh lặng lắng nghe và cầu nguyện. Nhưng nếu một lúc nào đó cô Maria cho rằng mình quan trọng hơn cô Mata và cũng y như cô Mata, cô bảo với Chúa Su rằng Chúa ơi, Chúa coi chị của con cứ lây hoay mà không chịu nghe lời Chúa. Tức là muốn thay đổi ơn gọi của người chị mình thì lúc đó chắc chắn cô Marta Cô Maria cũng sẽ bị lên án y như cô Mata vậy chúng ta được Chúa mời gọi để sống ơn gọi của chính mình và nâng đỡ anh chị em có những ơn gọi khác biệt chúng ta để tất cả cùng nhau phục vụ Chúa. Amen.